Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. EU G7 tăng cường áp đặt trừng phạt Iran. Theo thông tin từ báo tin tức, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU nhất trí tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Iran sau cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của nước này nhằm vào Israel đêm 13 tháng 4. Quyết định trên được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của EU diễn ra ở thủ đô Brussels của Bỉ trong hai ngày 17-18 tháng 4. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nêu rõ lệnh trừng phạt sẽ nhắm vào các công ty của Iran liên quan đến hoạt động sản xuất thiết bị bay không người lái và tên lửa. Các nhà lãnh đạo EU cũng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa mọi hành động có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh điều quan trọng hơn cả là Israel không nên tiến hành một cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn. Cùng ngày, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 cam kết đảm bảo hợp tác chặt chẽ trong các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran. Các bộ trưởng đã nhóm họp bên lề hội nghị mùa xuân năm 2024 của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB tại Washington. Thông báo sau cuộc họp nêu rõ, G7 sẽ đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ thông qua mọi biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng của Iran trong việc mua, sản xuất hoặc chuyển giao vũ khí hỗ trợ các hoạt động gây bất ổn trong khu vực. Trước đó vào đêm 13 tháng 4, Iran đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm đáp trả vụ tấn công tòa nhà lãnh sự trong Đại sứ quán Iran tại Syria hôm 1 tháng 4 mà Tehran cho rằng Israel đã thực hiện. Iran nêu rõ cuộc tấn công của họ nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, viện dẫn điều 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, đồng thời khẳng định không có ý định tiếp tục hoạt động này và không tìm cách gây leo thang căng thẳng trong khu vực. Ngày 17 tháng 4, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cảnh báo sẽ có phản ứng quy mô lớn nếu Israel có động thái trả đũa dù là nhỏ nhất. Trong khi đó cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này sẽ tự đưa ra quyết định về an ninh của mình và sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo vệ đất nước. Cộng đồng quốc tế hiện đang liên tục kêu gọi các bên kiềm chế, tránh gây leo thang căng thẳng trong khu vực. Ngày 17 tháng 4, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi cảnh báo mọi cuộc tấn công đáp trả của Israel có thể đẩy toàn bộ khu vực vào một cuộc chiến tàn khốc. Trả lời phỏng vấn truyền thông của Jordan, ông cho biết Jordan đang nỗ lực cùng các nước khác ngăn chặn nguy cơ căng thẳng leo thang có thể dẫn đến những hậu quả sâu rộng đối với an ninh và sự ổn định của khu vực. Ngoại trưởng Safadi nhấn mạnh Jordan sẽ hành động kiên quyết trong trường hợp bùng nổ căng thẳng, khẳng định sẽ không cho phép các bên biến Jordan thành chiến trường. Có vị trí địa lý giáp với Israel và bờ Tây, Jordan đã đánh chặn phần lớn tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran bay qua không phận của mình, hướng tới Jerusalem và các mục tiêu ở Israel. Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7. Rạng sáng ngày 18 tháng 4 theo giờ Việt Nam, Hội nghị Ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã khai mạc trên đảo Capri của Ý với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông. Tại phiên khai mạc của hội nghị 3 ngày này, các ngoại trưởng tập trung thảo luận tình hình ở Trung Đông, bao gồm cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel ở dải Gaza và những diễn biến trong khu vực sau khi Iran tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào Israel đêm 13 tháng 4 nhằm đáp trả vụ tấn công tòa nhà lãnh sự trong Đại sứ quán Iran tại Syria hôm 1 tháng 4 mà Tehran cho là Israel đã thực hiện, ghi nhận từ Thông tấn xã Việt Nam. Các ngoại trưởng G7 hiện đang cân nhắc áp đặt trừng phạt với Iran. Phát biểu tại phiên khai mạc, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani nêu rõ, chúng tôi sẽ thảo luận những hình thức áp đặt trừng phạt đối với Iran. Theo một nguồn tin ngoại giao của Ý, các nước G7 có thể đưa ra lời kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân liên quan đến hoạt động cung cấp tên lửa cho Iran. Ngoại trưởng Anh David Cameron kêu gọi G7 thông qua những biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm vào Tehran. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU ngày 17 tháng 4 đã nhất trí tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Trong khi đó, Mỹ cho biết sẽ sớm áp đặt những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào chương trình phát triển tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran. Các cuộc thảo luận vào sáng ngày 18 tháng 4 tập trung vào tình hình an ninh ở Biển Đỏ trong bối cảnh hoạt động vận tải biển tại đây bị gián đoạn do lực lượng Houthi ở Yemen liên tiếp tấn công tàu thương mại đi qua vùng biển này.
Trong một thông báo, Ý, nước hiện là chủ tịch luân phiên G7, nêu rõ cuộc họp sẽ tìm ra biện pháp hướng tới một giải pháp chính trị đáng tin cậy nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực. Hiện Ý đang thúc đẩy nỗ lực đạt được một lệnh ngừng bắn ở Gaza và ngăn chặn leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Bên cạnh những vấn đề ở Trung Đông, các cuộc thảo luận cũng đề cập đến mối quan hệ giữa G7 và châu Phi trước khi chuyển trọng tâm sang cuộc xung đột ở Ukraine. Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg sẽ tham gia các cuộc thảo luận của G7 trong ngày 18 tháng 4. Trước đó, Đức cho biết các ngoại trưởng G7 sẽ thảo luận về cách thức tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine. Thông báo của Ý cũng cho biết các bộ trưởng G7 hiện gồm Pháp, Đức, Ý, Anh, Mỹ, Canada và Nhật Bản sẽ đề cập sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, cùng những vấn đề khác như kết nối cơ sở hạ tầng, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo và cuộc chiến chống tin giả. Nhìn lại diễn biến và hậu quả từ cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel. Đêm 13 tháng 4, kéo dài tới rạng sáng ngày 14 tháng 4, căng thẳng đã bùng phát thành hành động khi Iran cùng các lực lượng đồng minh trong khu vực phóng một trận mưa tên lửa dữ dội vào Israel. Đây được xem là đòn đáp trả mạnh mẽ sau cuộc tấn công gần đây của Israel vào lãnh sự quán Iran tại Syria. Mặc dù phản ứng quân sự này gây ra những tiếng vang lớn, chính phủ Iran đã nhanh chóng tuyên bố rằng họ không tìm kiếm sự leo thang xung đột. Trong khi đó, Mỹ đã có những bước đi nhằm kiềm chế các phản ứng từ phía Israel, song lo ngại về một cuộc khủng hoảng khu vực lan rộng vẫn còn đó, dấy lên hồi chuông báo động về một tình trạng có thể trở nên tồi tệ hơn, thông tin từ báo tin tức. Phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng vụ tấn công là phù hợp theo luật pháp quốc tế vì không kích đại sứ quán của một quốc gia khác là vi phạm trực tiếp Công ước Viên về quan hệ ngoại giao. Trong cuộc tấn công vào Israel, lần đầu tiên Tehran sử dụng tên lửa bắn từ lãnh thổ của mình. Cuộc tấn công không chỉ nhằm đáp trả vụ không kích tòa nhà lãnh sự quán ở Syria, mà Iran có lẽ muốn chứng minh cho Israel thấy khả năng quân sự và quyết tâm tấn công trực tiếp vào các mục tiêu quân sự của đối thủ. Bên cạnh đó, Tehran cũng có thể khẳng định vai trò chủ chốt của mình với các đồng minh và lực lượng thân Iran trong khu vực. Trong giai đoạn tấn công, Iran cùng các lực lượng thân nước này đã sử dụng tổng cộng hơn 300 tên lửa hành trình, đạn đạo và phương tiện bay không người lái UAV phóng từ Iran và Yemen. Iran coi cuộc tấn công là một hoạt động thành công, nhưng chỉ có một số tên lửa đạn đạo bắn trúng mục tiêu ở Israel. Chúng đã gây ra thiệt hại nhẹ cho căn cứ không quân Nevatim. Israel đã sử dụng thành công hệ thống phòng thủ nhiều lớp với hệ thống đánh chặn tên lửa, phòng không và máy bay chiến đấu. Các tài sản quân sự của Mỹ, Pháp, Anh và Jordan cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh chặn UAV và tên lửa hành trình tấn công từ Syria và Iraq. Hiện tại, nhiều người đặt câu hỏi liệu hệ thống phòng thủ của Israel có hiệu quả hay không nếu không có sự hỗ trợ rất mạnh mẽ như vậy. Đáng chú ý là lực lượng Hezbollah ở Liban chỉ sử dụng tên lửa không điều khiển, bị hệ thống Iron Dome vòm sắt đánh chặn mà không sử dụng tên lửa đạn đạo dòng Fateh nguy hiểm hơn. Điều này cho thấy, ở giai đoạn này, có sự kiềm chế của Iran và Hezbollah trong việc tránh leo thang xung đột ở khu vực. Chính phủ Israel tuyên bố cần phải đáp trả bằng quân sự trước cuộc tấn công của Iran, nhưng phạm vi và mục tiêu của hành động này có thể bị hạn chế. Trong các tính toán của mình, Israel phải cân nhắc đến vấn đề răn đe đáng tin cậy với Iran và các lực lượng thân nước này, cũng như hoạt động trên bộ đang diễn ra ở giải Gaza và sự phản đối từ Mỹ cùng các quốc gia Ả Rập trong việc leo thang hơn nữa. Những yếu tố này, cùng với khoảng cách quá xa tới Israel đến Iran, khoảng 2.000 km, có thể hạn chế các phương án tấn công mục tiêu ở Iran. Do đó, nhiều khả năng chiến lược của Israel là sẽ tăng cường tấn công vào các mục tiêu của Iran ở Syria, tấn công mạng hoặc tiến hành các hoạt động đặc biệt ở Iran. Ngược lại, Iran đang nỗ lực ngăn cản Israel thực hiện những hành động như vậy và ra tín hiệu rằng nước này sẵn sàng chấm dứt leo thang nhưng cũng tuyên bố trả đũa mạnh mẽ hơn trong trường hợp Israel không kích vào lãnh thổ của mình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.